cuộc hồi ngộ hiếm hoi, xúc động của nghệ sĩ nhân dân Lệ Hủy, Minh Vương. Đây là một trong những lần tái hợp hiếm hoi của cặp nghệ sĩ gạo cội được xem là cây cao bóng cả trong làng sân khấu cải lương. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghiệp cầm ca, Minh Vương Lệ Hủy vẫn là một cặp trai sinh trên sân khấu. Nhắc đến nữ nghệ sĩ cải lương quê Vĩnh Long phải nhớ đến Minh Vương và ngược lại. Trong sự nghiệp ca hát, nghệ sĩ nhân dân Lệ Hủy, Minh Vương đã nắm trong tay gia tài đồ sộ với những vai diễn để đời bị đông đảo khán giả yêu mến. Đã 60 năm trôi qua, cặp đôi trở thành cái tên nguyên hụt thuộc thế hệ vàng của làng nghệ thuật cải lương. Trong chuỗi series hồi ký kỷ niệm 60 năm ca hát do con trai Dương Đình Trí đứng ra thực hiện, nghệ sĩ nhân dân Lệ Hủy đã có dịp hội ngộ người tiền sân khấu Minh Vương. Đây là một trong những lần tái hợp hiếm hoi của cặp nghệ sĩ gạo cội trong làng cải lương nước nhà. Sau năm 2010, khi chương trình sân khấu vàng tan rã vì thiếu kinh phí hoạt động, Minh Vương Lệ Hủy ít còn dịp diễn chung. Không chỉ gắn bó ở thời vàng son của cả hai còn hình hiếp ở tuổi xế chiều, dành trọn tình yêu cho sân khấu. Ở tuổi U70, Minh Vương Lệ Hủy vẫn dành tình yêu cho sân khấu. Tuy theo đuổi những dự án riêng, họ vẫn dành tâm huyết cho sân khấu xã hội hóa. Cả hai từng nhiều lần gửi gắm lên các nhà quản lý văn hóa về kỳ vọng coi hợp sân khấu cải lương. Họ ước ao cho sân khấu có thêm kinh phí dàn dựng tác phẩm mới. Họ vẫn không ngừng mơ về cơ hội sáng đèn lâu dài cho các sàn diễn cải lương. Dẫu ngày nay bộ môn nghệ thuật này gặp rất nhiều hướng ấp để duy trì.